Theo báo cáo số 376 của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 22 tháng 11, số nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn cân đối ngân sách thành phố và nguồn tỉnh hỗ trợ là trên 60 tỷ đồng. Nguyên nhân là do thành phố Cà Mau đang trong quá trình phát triển nóng, có rất nhiều công trình hạ tầng cần thiết phải đầu tư để đưa thành phố Cà Mau trở thành đô thị loại 1 vào năm 2020. Vì vậy, năm nào ngân sách đảm bảo, cân đối được thì thanh toán cho nhà thầu đảm bảo, còn không thì nợ gối đầu sang năm sau trả tiếp. Được biết, trước tình trạng khó khăn của thành phố Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đang xem xét hỗ trợ cho thành phố khoảng 50 tỷ đồng để thanh toán nợ nần nhằm giảm áp lực cho các chủ nợ, ổn định tình hình công chức, người lao động.